sau cầu hôn người yêu nhỉ? Trời ơi, cũng được. Mình ơi, sau này em phải anh cần chọn. Đây đây, quỳnh 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 quỳnh. Giống rồng thật. Đây là loài cá có tên là cá rồng. 6 sừng cơ. 6 sừng á? Tôi nghĩ hôm nay là đi chơi như này kiểu mua thì tôi nghĩ ở nhà ấy. Đây là con đường mà chúng tôi đã làm tình nguyện. Làm tình nguyện. Xe cấp 2 này. Thôi là chúc năm mới. Cảnh sâu đất. Vâng, đây là một kỷ niệm của tôi ngày xưa. Mày chúng mày bây giờ trường thấy trường bé nhỉ? Giới thiệu quang cảnh. Đi chụp ảnh phát rồi đi. Đây chính là tem phố lăn. Cái lúc từ sáng đến giờ sáng nhiều.
Quay nhà. Đá phải đi. Bây giờ đi thẳng đi. Thẳng mà. Về cái này về số 3 là không nhỉ? Chào cô ạ. Chào cô chú ạ. Chào cô chú. Chào cô ạ. Đâm chân rồi. Bây giờ thôi chói ra ngoài thôi. Nhưng vấn đề tại sao lại bắt được thằng đấy? Tức là này bố đang nghỉ ở này nó sọt sọt đêm nha, 3 giờ đêm. Bây giờ tao đang nghỉ ấy. Ngay coi như bây giờ cái coi như nó sốt luôn không hiểu hết được tao. Tao ra này, bắt đầu nó sọt sọt, rút tay lên. Tại sao phải rút tay lên? Tức là con này coi nhà trong chút chặt đấy, thì phải biết này giả ba rồi đây này. Bây giờ tao dẫn các cháu đến cái vùng đấy, tao dẫn cho. Bố ra này, tức là cái mít này, không có súng trong tay nữa. Chặn này. Không, tao không cần cây. Im. Cái gì? Tao mang theo cả cành cây. Tức nếp. Còn coi như núi sốc đồ này. Giơ tay lên, kiểu như kiểu. Không này, tao nghĩ nó sọt sọt. Tức là con coi như con cái địa hình nó ít này, tao nói địa hình bây giờ tao mới vào và nước sông luôn này nhá. Là lúc này bây giờ bác mới nhận được này.